Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014. Chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay gửi đến quý vị. Mở đầu với chương trình Kinh tế Tài chánh cuối tuần. Kế đến là bản tin cuối tuần. Sau cùng là chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, để biết tin tức về thị trường chứng khoán, địa ốc, tình trạng thất nghiệp, tình hình kinh tế tài chánh tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới trong tuần qua, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh cuối tuần với tiến sĩ Tạ Cự Hải sau đây. Kính chào quý khán giả của SBTN, chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Hoa Thành Đốn và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chánh cuối tuần. Thị trường chứng khoán thứ 6 mùng 10 tháng 10 2014, Dow Jones 16.544.10, year to date trừ 0.20%, Nasdaq 4.276.24, year to date cộng 2.39%, S&P 500 1.906.13, year to date cộng 3.13%. Giá vàng 1.223.30 một ounce, giá dầu thô 85.52 một barrel và giá sân theo công ty AAA thứ 6 ngày 10 tháng 10 2014 $3.240 một gallon. Đồng euro tương đương với 1.2627 Mỹ kim của Hoa Kỳ. Lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ 5 ngày 9 tháng 10 2014, 30 năm cố định là 4.12% và 15 năm cố định là 3.30%. Tình trạng thất nghiệp. Trong tuần lễ kết thúc thứ Bảy mùng 4 tháng 10 2014, có 287.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 1.000 so với tuần lễ trước đó, theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm mùng 9 tháng 10 2014. Tính đến ngày thứ Bảy 27 tháng 9 2014, nước Mỹ có 2.381.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 21.000 so với tuần lễ trước đó, là mức thấp nhất kể từ 27 tháng 5 2006. Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 10 2014 đã cho biết lĩnh vực tư đã cung cấp 248.000 việc làm mới cho kinh tế Mỹ trong tháng 9 và tỷ số thất nghiệp xuống mức 5.9% là lần đầu kể từ năm 2008. Kinh tế và tài chính Mỹ. Tuần này cả ba chỉ số đều đi xuống đáng kể, với Dow Jones đã giảm trừ 2.74%, Nasdaq đã giảm trừ 4.45% và S&P 500 giảm trừ 3.14%. Riêng chiều thứ Sáu, cả ba chỉ số đều giảm, với Dow Jones trừ 0.69%, Nasdaq trừ 2.33% và S&P 500 trừ 1.15%. Nhiều chuyên viên tin rằng đã quá hạn cho thị trường chứng khoán cần phải được điều chỉnh. Vì thế, tuần này thị trường chứng khoán đã bị dao động rất mạnh. Có 5 lý do. Thứ nhất, lợi nhuận cho tam cá nguyệt thứ 3 2014 được xem như ở mức chấp nhận được, nhưng không phải là tốt để lấy đà cho tam cá nguyệt cuối của 2014. Thứ nhì, Quỹ Dự trữ Liên bang hầu như sẽ tuyên bố chấm dứt chương trình cứu nguy kinh tế vào cuối tháng 10 này. Thứ ba, Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào thời điểm nào đó của 2015 sắp tới. Thứ tư, kinh tế Âu Châu hiện nay vẫn còn là một đống rác và kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm chạp. Và năm, thế giới hôm nay không còn là đất thanh bình mà là nơi đáng sợ hãi, với dịch Ebola lan tràn, quân khủng bố ISIS vẫn còn tiếp tục bành trướng và tình hình Nga-Ukraine vẫn vô chừng, khó ai có thể tiên liệu được. Thị trường việc làm của Mỹ trong tuần qua đã cho thấy có sự cải thiện. Số người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu đã giảm, tỷ số thất nghiệp đã giảm xuống 5.9% cho tháng 9. Vấn đề được đặt ra là những người có việc làm bán thời gian vẫn chưa tìm được việc làm toàn thời gian, và liệu sự cải thiện việc làm có thể tiếp tục kéo dài trong tương lai hay không. Thị trường địa ốc tiếp tục phục hồi chậm chạp, không có cải thiện đáng kể. Nhà mới xây đang bị ứ động tại nhiều nơi. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều có sự cải thiện đáng kể, chỉ trừ ngành địa ốc và ngành mortgage, chẳng những đã không được chính phủ yểm trợ đúng mức mà còn bị quá nhiều khó khăn trong suốt 6 năm qua. Gần 170 luật lệ mới đã được áp dụng trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đã vô tình giết chết hoặc làm kiệt quệ ngành cho vay tiền mua nhà. Giá dầu thô hôm nay xuống mức $85 một barrel và giá xăng cũng tiếp tục đi xuống trong tuần qua. Giá vàng trong tuần đã đi lên trên mức $1.200 một ounce. Kinh tế, chính trị và quân sự thế giới,
Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh Tây Phương tiếp tục áp dụng chiến dịch cấm vận mới nặng nề hơn đối với Nga, và Nga cũng đã trả đũa bằng cách cấm vận nhập cảng thịt gà từ Mỹ, trái cây từ Âu Châu. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Tiếp tục chương trình, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bản tin cuối tuần về những biện pháp ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, sau khi Thomas Duncan, bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh Ebola tại Hoa Kỳ và đã chết tại Dallas, Texas hôm 8 tháng 10, 2014, đã khiến cho nước Mỹ, kể cả Tổng thống Barack Obama lo ngại, đang tìm những biện pháp ngăn ngừa thích đáng. Theo nguồn tin của The Reuters cho biết, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh thực hiện các biện pháp để phòng ngừa Ebola chặt chẽ tại các sân bay, bến cảng và tại biên giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật, tức là CDC, đã công bố một cách thức mới để ứng phó các chuyến bay đến từ Tây Phi tại 5 phi trường quốc tế, đó là New World Liberty tại New Jersey, Hartsfield Jackson tại Atlanta, Douglas tại vùng Washington, John F. Kennedy tại New York và O'Hare tại Chicago. Đã có nhiều nhân viên y tế được tăng cường để trợ giúp theo dõi, khám nghiệm, kiểm tra nhiệt độ cho hành khách nhập cảnh đến từ các nước bị ảnh hưởng Ebola. Tuy phi trường Logan, Boston không có tên trong danh sách, nhưng họ vẫn sẵn sàng thành lập những khu vực cách ly tại phi trường để đề phòng có những trường hợp nghi ngờ xảy ra. Ngoài ra, theo tin từ NBC, thì US Coast Guard cho biết là họ sẽ liên lạc với các tàu mà gần đây các quốc gia đã bị ảnh hưởng Ebola để thăm hỏi, xem xét hành khách có các triệu chứng của virus trước khi được phép nhập cảnh, bao gồm New York và Connecticut. US Coast Guard đã ban hành một bản tin toàn quốc về Ebola trong tháng 8, nhắc nhở các tàu họ yêu cầu báo cáo nếu có ai trên tàu bị bệnh hoặc là chết trong vòng 15 ngày qua. Và kính thưa quý vị, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu bệnh viện tại Hoa Kỳ đã sẵn sàng để chăm sóc cho bệnh nhân bị bệnh Ebola chưa? Và CDC đã cho biết là có, bất kỳ bệnh viện nào tại Hoa Kỳ đều có chuẩn bị cho những kiểm soát nhiễm khuẩn Ebola và có thể cô lập một bệnh nhân trong một phòng riêng, cũng như là có khả năng chăm sóc bệnh nhân Ebola một cách an toàn. Cũng như là thiết bị bảo vệ cá nhân và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm môi trường được áp dụng cho tất cả các bệnh viện. Hướng dẫn nhân viên y tế làm việc có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là các bệnh truyền nhiễm qua những buổi huấn luyện cho các nhân viên y tế của bệnh viện khắp nơi đến tham dự. Chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp để đối phó với virus Ebola gây ra. Theo nguồn tin của New York One News cho biết, Sở Cứu Hỏa của thành phố New York hiện đang bổ sung các nhân viên 911 khi nhận điện thoại của người gọi có các triệu chứng của bị bệnh hay là nghi ngờ tiếp xúc những nơi có bệnh nhiễm Ebola, cũng như là phối hợp, liên lạc với các cơ quan Emergency Medical Service để cho họ có những biện pháp phòng ngừa để đáp ứng kịp thời. Theo The Reuters hôm thứ Năm 9 tháng 10, 2014, thì Bộ Quốc phòng đã gặp gỡ những vị dân cử Hạ viện để bảo đảm những biện pháp an toàn y tế sẽ được thực hiện cho các binh sĩ Hoa Kỳ được đưa sang Tây Phi để giúp ngăn ngừa bị bệnh dịch Ebola. Hạ viện cũng đã thông qua ngân khoản là 750 triệu Mỹ Kim sẽ được sử dụng cho công tác nhân đạo này trong vòng 6 tháng và sau đó sẽ cứu xét thêm. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông báo và thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem. Nhóm tinh thần Việt Dũng North và South Carolina cùng hợp tác với người Việt quốc gia tại Charlotte và các tổ chức đoàn thể trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ giỗ một năm của nhạc sĩ Việt Dũng vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 12 2014 tại hội trường nhà thờ Charlotte Presbyterian Church 701 Scalebar Road, Charlotte, North Carolina để vinh danh và tưởng nhớ Việt Dũng, một người đã cống hiến đời mình cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam, cùng để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và duy trì tinh thần quốc gia yêu nước của đồng bào tại hải ngoại, đồng thời để khuyến khích những người đang âm thầm dấn thân cho chính nghĩa, công bằng, tự do và nhân quyền. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761. Why are my ankles always so swollen? Aren't varicose veins something only women get after having babies? Why do leg cramps wake me up at night? I get questions like these from callers all the time.
And if you have any of these symptoms in your legs, you should call Center for Vein Restoration too. You may have vein disease, and through our free screening, you can know for sure. Our patient services team is setting up free screenings in our medical facilities near you. So call now. You'll speak with a live person who understands your symptoms. We'll answer your questions, explain our virtually painless outpatient procedures, and go over insurance with you. The call and screening are free, with no obligation and no pressure. Many people who get a screening find they don't need a clinical procedure at all. You'll feel better knowing for sure. Call today. Call 1-855-401-8346. That's 1-855-401-8346. Call now. Một ngày rã rời đầy stress, phải cần đến thần dược collagen yến. 13.000 mg collagen, siêu Q10, mật trầu hoa nữ thơm ngát. Sự thay đổi bắt đầu, trẻ hơn, khỏe hơn. Tinh khiết của nước trong lành từ Kobe, cảm giác sao quát tuyệt vời. Tinh chất yến thượng hạng, vitamin C thơm ngọt. Tự tin hơn mỗi ngày là điều chắc chắn. Jade đúng là vua của collagen. Collagen yến thượng hạng của công ty Jade, công thức duy nhất trên thế giới. Xương khớp thoái hóa đau đớn, làn da bị nám, sần sùi, bong chóc, tối sầm, mái tóc bạc nhanh và rụng đầy tả tơi. Chưa kể đến những đêm dài mất ngủ, sinh lực yếu mòn. Tuổi xuân ơi đâu rồi? Câu trả lời nằm gọn trong chai collagen có yến thượng hạng của công ty Jade. Đó là giải đáp duy nhất kéo dài sức trẻ tuổi xuân của con người, thay đổi tất cả những gì đe dọa bên trong cơ thể. Một hộp 10 chai, mỗi chai chứa đựng collagen 13.000mg với yến đỏ thượng hạng từ Nhật Bản, siêu Q10 ngừa mỡ nơi vành tim, vitamin B1, B2, B6, vitamin C thơm ngát, mật trà hoa nữ làm đôi mắt dạng người tươi sáng, hương trái cây tropical quyến rũ. Tất cả những dược chất này chỉ chờ đợi để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta bước đến sự thành công mỹ mãn. Với chương trình $80 một hộp khi mua 4 hộp trở lên, công ty Jay rất vui mừng để đưa chúng ta trở lại khung trời của trẻ hóa, kiêu sa, tuyệt diệu, hàng mơ ước. Jade đúng là vua của collagen. Chuyến công tác y tế giúp khám bệnh cho các nạn nhân trong cơn bão Haiyan tại Ormoc, Philippines từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, 2014, do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam phối hợp với Voice và Concern tại Philippines tổ chức, cùng sự yểm trợ của một số bác sĩ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và chương trình Bên Em Đang Có Ta. Với ngân khoản mà Hướng đạo Việt Nam đã quyên góp, dự tính cho 400 bệnh nhân, nay số bệnh nhân dự đoán lên trên hơn 1.100. Rất mong sự đóng góp tài trợ của quý đồng hương cho chuyến công tác được thành công, hầu giúp cho các nạn nhân bớt phần nào những đau khổ và mất mát mà cơn bão Haiyan đã mang đến. Mọi thắc mắc đóng góp và chi phiếu xin liên lạc EBACAP 308 Hillwood Avenue, phòng 302, Fortress, Virginia 22046, điện thoại số 301-257-8496. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon, lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sông bài Live. Always live, always on. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Trở lại với chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Duật và Nguyễn Cao Nguyên sau đây để tìm hiểu về biên tập Một Thời Áo Trận, cũng như là những sinh hoạt của Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả và đại gia đình quân đội đã đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Câu chuyện nhà binh. Chúng tôi đã nhận được tập san Biệt Động Quân số 42 do Ban biên tập Biệt Động Quân thân tặng. Và đây là một cuốn tập san của binh chủng Biệt Động Quân, nhưng bao gồm tất cả những bài viết của những người lính một thời Bóp Cò, không phải riêng của Biệt Động Quân mà của tất cả các binh chủng trong quân đội. Và trong số 42 này, chúng tôi bắt gặp một bài của một nữ trợ tá xã hội của binh chủng Thủy quân Lục chiến, đó là Mũ Xanh Thạch Thảo. Và vừa là một người lính, vừa là một người mẹ và vừa là một người vợ. Và cái tháng tư đen tối, chị đã có hai câu thơ sau đây. Em ơi, vận nước lầm than, ở nhà nuôi mẹ, còn anh đi tù. Thưa quý vị,
Một thời áo trận, chúng tôi đã nhận được cuốn Một thời áo trận của thiếu tá Phạm Văn Tiền, tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến. Ông vừa là niên trưởng của chúng tôi tại trường võ bị quốc gia Việt Nam và vừa là đàn anh trong binh chủng. Khi đọc cuốn Một thời áo trận của ông, tôi có cảm nghĩ rằng tôi đang sống ở trong với ông. Có một cái nghiệt ngã của lịch sử là trong tất cả những cuốn ký sự của những người lính đều có một cái đoạn là trong giai đoạn ở tù, nhà tù cộng sản. Thì đây là một nghiệt ngã của lịch sử dành cho những người lính muốn vào lính để làm một cái gì cho quân đội và cho dân tộc. Thưa quý vị, để có một thời áo trận, xin mời quý vị liên lạc với ông Phạm Văn Tiền, 2217 Miriam Lane, Arlington, Texas, 76010. Tin vui cho khóa 21 của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Ông Đồng Duy Hùng, một vị tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 5, của sư đoàn 5 bộ binh, vừa tình nguyện đứng ra đảm nhận chức vụ đại diện cho khóa 21 trong nhiệm kỳ 14-16. Và ông Võ Minh Hòa, một thiếu tá lái trực thăng cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vừa đắc cử chức vụ chủ hội trưởng Hội Võ Bị miền Tây Hoa Kỳ. Xin thành thật chúc mừng hai bạn và xin chúc các bạn có sức khỏe dồi dào, hoàn thành được trách nhiệm mà anh em tín nhiệm. Thưa quý vị, bước sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Khi nhắc đến ông Nguyễn Công Nguyên, Chủ tịch Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt, chúng tôi liên tưởng đến những chữ sau đây: ba thế hệ, một chữ lính. Thân phụ của ông là Đại tá Nguyễn Đình Bản, một vị đại tá sạch trong quân đội, đến ông một vị trung tá, và sau cùng là cháu Venkalot Vân Nguyễn, đã tốt nghiệp trường võ bị West Point. Và được biết trong đại hội ngày 27 tháng 9 vừa qua, với tư cách là chủ tịch và với sự hợp tác của tất cả các quân nhân người Mỹ gốc Việt, đã tổ chức một đại hội rất là thành công. Và hôm nay, trong chương trình hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý khán giả và đại gia đình quân đội cuộc hội luận giữa ông Nguyễn Cao Nguyên và chúng tôi. Kính thưa quý khán giả và đại gia đình quân đội, để bắt đầu buổi hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng chào Nguyễn Cao Nguyên. Tôi chào chú Duật. Và Cao Nguyên xin gửi lời chào tất cả khán giả của đài SBTN. Được biết đại hội của quân nhân người Mỹ gốc Việt tổ chức vào ngày 27 tháng 9 vừa qua rất là thành công. Thì Nguyễn Cao Nguyên có thể cho quý khán giả và đại gia đình quân đội biết những cái ưu điểm trong cái kỳ đại hội vừa rồi hay không? Cảm ơn chú. Cuộc buổi dạ tiệc của Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt trong ngày 27 tháng 9 hôm đó rất là thành công, vì được rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là được tất cả các hội đoàn người Việt ở vùng DC, Virginia và Maryland ủng hộ. Thứ hai là tụi cháu đã được tất cả những người, những anh chị em trong Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt từ toàn quốc xuống đây ủng hộ tụi cháu. Một trong những ưu điểm mà đối với cháu là thành công nhất là Thứ nhất là tụi cháu giữ vững lập trường là đây là một buổi dạ tiệc nhắm về sự vinh danh của công lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhì là nói đến những việc làm tương lai của Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt và sẽ nâng cao những thành tích, thành quả của hội của đoàn viên trong cái thời kỳ năm nay. Đó là đối với cháu là đó là một trong những cái ưu điểm thực tính, mà thật ra không phải là vì Cao Nguyên hoặc là một vì số những người bạn bỏ rất nhiều thì giờ làm trong công việc này. Sự thành công này là của tất cả, mà Cao Nguyên thật sự mà nói đó là có hai người nữa mà đối với cháu là cánh tay mặt và cánh tay trái của cháu. Cánh tay mặt của cháu thì có trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Hải quân. Đó là một người làm việc rất là tích cực trong cái chuyện này. Bên cái tay trái của cháu là có cô trung tá dược sĩ trong đoàn y tế công cộng Mimi Phạm. Cô cũng đứng ra làm rất là nhiều chuyện mà đối với cháu là behind the scene. Cảm ơn chú. Phải nói một điều là thế này, tất cả những người tham gia và tham dự cái buổi dạ tiệc đó đều lộ rõ cái nét hân hoan khi thấy cái thế hệ trẻ của chúng ta. Nếu cái thế hệ này ở trong nước thì nằm trong thứ 13 của Cộng sản, nhưng họ sang đây, họ đã đứng vững và dương cao được cái hào khí của người lính Mỹ, và đặc biệt là cái truyền thống anh hùng
của các quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì được cái bước mở đầu như vậy thì Nguyễn Công Nguyên có thể cho đại gia đình Nguyễn Bảo Đối biết những cái dự tính trong tương lai như thế nào của họ hay không? Vâng, một trong những điều mà tụi cháu theo đúng quy luật của quân lực Hoa Kỳ là sau khi mình làm tất cả những cái việc gì thì vài ngày hôm sau chúng ta phải ngồi lại để nói những cái tiếng Mỹ nó kêu là những cái điều hay hoặc là điều dở mình phải cần sửa lại. Sau khi mà tụ họp anh em lại trong tuần lễ vừa qua thì một trong những điều mà tất cả anh em đều đồng ý, nhưng mà hiện giờ cháu chưa đưa cái điều đó ra trước ban chấp hành cái board of director để hỏi, nhưng mà cháu biết là thế nào anh em cũng đồng ý cái chuyện này. Điểm thứ nhất là tụi cháu sẽ nâng thêm cái scholarship, nghĩa là scholarship cái học bổng của tụi cháu hiện giờ chỉ có $1,000 một người, thì tụi cháu chắc sẽ là nâng lên $2,000 để kêu gọi thêm nhiều application. Không những cứ 2 năm một lần, tất cả anh em muốn cứ mỗi 1 năm một lần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là buổi dạ tiệc của cháu, lúc mà cháu nhận chức hội trưởng thì cháu định là chỉ cứ 2 năm một lần, nhưng mà anh em thấy là mình phải làm một lần nữa. Và lần này tụi cháu sẽ định đi xuống Houston, Texas. Nghĩa là trong khoảng chừng tháng 8, tháng 9 năm 2015, tụi cháu đương sẽ cố gắng tìm cách lập ra một buổi dạ tiệc để xuống đó trước cộng đồng vùng Texas để có dịp ra mắt với cộng đồng Texas. Đó là điều thứ ba, là bằng mọi cách tụi cháu sẽ lập ra một cái căn, nó kêu là cái headquarter. Mà hiện giờ thì cái headquarter của Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, cái bộ tổng hành dinh của tụi cháu sẽ là ở vùng DC, Maryland, Virginia này. Đó là 3 điểm mà thật ra là quan trọng nhất cho Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt sẽ làm trong tương lai. Cảm ơn chú. Được biết là, thưa quý vị, được biết trong cái buổi dạ tiệc đó thì có 2 vị tướng được hiện diện trong cái buổi đó. Một vị tướng thứ ba là ông Lê Minh Đảo, vì lý do sức khỏe không thấy được. Thì cái sự vinh danh của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt đối với tướng Trần Quang Khôi Thiết Giáp và tướng Phạm Duy Tất Biệt Động Quân thật là đúng, thật là một niềm hãnh diện chung cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những ngôi sao đó đã bắt đầu sáng trở lại sau khi sự bôi nhọ của Cộng sản. Và xin thành thật cảm ơn Nguyễn Công Nguyên đã có mặt trong cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Nguyễn Công Nguyên. Cảm ơn chú và xin cảm ơn các khán giả của đài SBTN cho cháu được một dịp như hôm nay. Cảm ơn chú. Kính thưa quý khán giả, kính thưa đại gia đình quân đội, cuộc chiến quốc cộng đang ở trong giai đoạn quyết liệt. Người dân trong nước đang bắt Hà Nội phải trả lời cho họ biết trong cái chương trình Chúng tôi muốn biết. Chúng ta có nhiệm vụ, những người lính có nhiệm vụ sát cánh cùng đồng bào trong nước để đòi lại cho Việt Nam có một ngày tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin những người lính hãy thi hành đúng chức năng của mình, đó là bảo quốc an dân. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào Nguyễn Công Nguyên và chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đống hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai trong chương trình Bản tin Hoa Thành Đống. Xin trân trọng thông báo, hiện nay quý vị có thể nghe tin tức thế giới và Việt Nam qua Đài Á Châu Tự Do RFA bằng điện thoại cầm tay. Xin gọi số 857-232-0091. Quý vị không phải trả thêm tiền phúc, cũng như không bị mất phúc khi lắng nghe Đài RFA qua số 857-232-0091. Quý vị hãy gọi và lưu lại số 857-232-0091 để biết ngay những tin tức Việt Nam và thế giới hôm nay.
Cộng đồng người Việt Detroit xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Cảm Ơn Anh, Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 7 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2014 để cùng chia sẻ và vinh danh các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ một phần thân thể của mình trong cuộc chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do dân chủ tại Bellagio, số 4100X14 Mall Road, Warren, Michigan, với sự góp mặt của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và Tường Vì. Mọi chi tiết đóng góp xin liên lạc Trần Định 313-574-9050 hay Nhị Đào 586-945-9281.